mà sao bây giờ con hát vậy? Tiếng Nhật không có làm. Hả? Mẹ không biết làm sao, một chút xíu nữa hát bán 50 cái CD cho mẹ đi. Vậy ra con mệt lắm à. Sáng giờ mày dạy con cái gì, giờ con hát, hôm nay đây con hát con gì.